đầu tiên các bạn vào các bạn tiếp nhận bệnh nhân thì các bạn vào cái lúc như các bạn nhập theo của bệnh nhân là cơ sở của bạn có hay đi luôn nhập mà. Hoặc là có cái chế độ nó phần mềm ấy nó sẽ tiếp nhận sẵn cho mình thì nó sẽ lên luôn máy đối với cái máy mới và không nếu bạn nhập tay thì nhập được ID đồng tên bệnh nhân với mấy cái chiều cao cân nặng thì không cần thiết đâu. Để sau đấy các bạn dần ok rồi mình thử nhá. Tùy dòng máy, cái thì vào reset thì nó có thể ra cũng ra được. Nên đa số là người ta dùng cái từ đốt này. Hoặc là người ta vẽ được ký hiệu cái đầu dò lên đấy. Một là nó sẽ dùng ký hiệu là đốt. Nó tùy dòng máy nó ở rất các vị trí khác nhau, các bạn làm quen máy thì dần dần thì một là nó dùng cái ký hiệu đốt, thứ hai là nó dùng ký hiệu luôn cái đầu dò. Thế thì siêu âm thăm khám đầu dò bụng thì mình sẽ chọn đầu dò convex, thăm khám đầu dò ví dụ như thăm khám bằng phần mềm, thăm khám tuyến giáp, tuyến vú hoặc là các loại cơ xương khớp thì mình sẽ đầu dò lấy đi đây thì các bạn chọn bật chọn hiện lên đây là đầu dò. Game thì nó có hai loại game, một là game chung hay là game riêng. Thì game chung chính là cái nó ký hiệu hoặc là e-game này hoặc là chính cái nút 2D này. Các này một là nó sẽ dùng như e-game hoặc là chính có những cái máy thì nó dùng là cái nút 2D thì các bạn cho cái đầu dò nó phát sóng nhé, các bạn sẽ là chỉnh sáng chỉnh tối. Có một cái game khác là game riêng, ví dụ như các bạn cho muốn cho trên này nó sáng hơn thì các bạn tăng ở phần này, hoặc là cho cái gần ra ấy nó tối hơn thì các bạn chỉnh như này, được không? Bạn tăng ví dụ như những cái bệnh nhân mà thành đầu dày các bạn ở phía sau nó sẽ phía xa đầu dò nó sẽ tối hơn thì các bạn đã tăng cái game xa đi. Đấy. Đa số là thì sẽ để ở mức độ trung bình này. Đấy là cái game, cái hai là cái hit. Thường thì cái thì nó những cái dòng khúc ấy hay dùng cái nút bấm để bạn tăng, và những cái máy dòng cái máy mới ấy, thì nó sẽ dùng cái nút xoay. Đây là cái nút này là nó chỉ là trụ vào, tức là mình giảm cái khó gớt. Cái này là nút này là nút trên nó rè ra thì tăng cái khó gớt, tăng cái dip lên, tức là mở rộng cái trường thăm khám lên đấy, mình giảm lên đấy nhá. Còn những cái dòng máy mới thì nó sẽ dùng, nó cũng có ký hiệu dip này, và người ta dùng xoay lên xoay xuống. Có bạn nào bật điều hòa không? Chưa bật điều hòa hay sao? Đấy là lip. Còn cái nữa là cái focus. Không, công ty máy này thì máy ổ khoa nhá, sẽ chọn những cái máy ổ khoa thì dùng cái máy siêu mà không quen rồi không biết dùng cái này. Ở khoa bây giờ đang dùng đa số là dùng máy dòng mới hiện đại hầm, tất cả những cái máy mà có thể phải đi là dưới tầng hầm đều có hết. Nên buổi chiều tối ấy, sau khi giờ làm việc ấy, các bạn có thể mượn
vào 17 thì gặp các bạn quý viên trực đang là lớp theo thẻ đàng hoàng nhé, theo thẻ đàng thiết giới thiệu là lớp Siêu Âm đang đi ở đây.